visa đầu tư L1 quản lý cấp cao. Một trong những yêu cầu để có thể xin được visa đầu tư L1 là quý vị phải là một quản lý điều hành cấp cao ở cả công ty tại Việt Nam và công ty Mỹ. Vậy, công việc quản lý cấp cao là công việc như thế nào? Công việc quản lý cấp cao. Theo sở di trú, công việc được gọi là cấp cao khi quý vị là executive, nhà điều hành, hoặc manager, nhà quản lý. Executive, nhà điều hành. Một nhà điều hành cấp cao phải làm những công việc sau. Là một người đứng đầu, điều hành công ty hoặc một bộ phận cốt yếu của công ty. Là người đưa ra những quyết định chính sách, quy định, mục tiêu của công ty. Là người có nhiều quyền hành trong việc đưa ra các quyết định của công ty. Là người chỉ nhận sự giám sát chung từ cấp trên là ban giám đốc hoặc các cổ đông của công ty. Manager, nhà quản lý, có thể là function manager, quản lý một bộ phận quan trọng, hoặc staff manager, quản lý nhân viên. Function manager, quản lý một bộ phận quan trọng, quản lý công ty, một bộ phận chi nhánh hoặc khu vực nào đó của công ty, quản lý một bộ phận thiết yếu của công ty, có quyền tuyển dụng và sa thải nhân viên mà mình giám sát, có quyền quyết định những hoạt động hàng ngày. Staff manager, quản lý nhân viên, quản lý công ty, một bộ phận chi nhánh hoặc khu vực nào đó của công ty, quản lý và giám sát công việc của những người quản lý, chuyên viên hoặc giám sát cấp dưới, có quyền tuyển dụng và sa thải nhân viên mà mình giám sát, có quyền quyết định những hoạt động hàng ngày. Các giấy tờ có thể dùng để chứng minh vị trí của mình là cấp cao: sơ đồ nhân sự, bảng lương, giấy ủy quyền được ký bởi Hội đồng Quản trị Công ty Việt Nam xác nhận rằng người này qua Mỹ làm công việc quản lý điều hành cao cấp và có quyền quyết định các hoạt động của công ty. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi văn phòng Nam Cali 877 Di Trú Mỹ hoặc 877-348-7869, văn phòng San Jose 408-998-5555, văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118 hoặc 028-3511-7684.